Vào ngày 29 tháng 6, người dân Mông Cổ sẽ tham gia đợt bầu cử quốc hội. Cuộc bầu cử này diễn ra trong bối cảnh suy thoái kinh tế ở Mông Cổ không có dấu hiệu dừng lại. Thăm dò gần đây cho thấy cử tri Mông Cổ đang nghiêng về phía Đảng Nhân dân Mông Cổ sau 4 năm kinh tế phát triển trì trệ dưới sự cầm quyền của Đảng Dân chủ. Tôi đi bầu từ lúc 7 giờ sáng, tôi ủng hộ Đảng Nhân dân Mông Cổ. Nếu bầu cho họ, cuộc sống và tương lai của chúng tôi có thể trở nên tốt đẹp hơn. Người dân cần phải chủ động thực hiện quyền lợi của mình. Giới trẻ đang chiếm hơn một nửa dân số Mông Cổ hiện nay và đóng vai trò quyết định trong kết quả của đợt bầu cử này. Họ lớn lên dưới ảnh hưởng của những chính sách chèn ép từ phía Nga và Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mông Cổ đã giảm 17,5% trong năm 2011, một năm trước khi Đảng Dân chủ lên nắm quyền. Kể từ đó, nền công nghiệp khai khoáng của quốc gia này đã tổn thất nghiêm trọng sau khi nhu cầu than và đồng của Trung Quốc giảm mạnh. Kết quả của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào ngày 30 tháng 6.